Vịt hóa gái xinh. Ngày xưa, ngày xưa, có hai anh em nhà nọ, bố mẹ mất sớm. Họ phải nương tựa vào nhau để sống. Trời phú cho hai anh em mang vẻ đẹp rạng rỡ như ánh mặt trời, khiến người đối diện khó lòng rời mắt. Em gái đang đợi mình ở nhà, mình phải nhanh chóng săn được thú mang về mới được. Này, chàng trai trẻ, trông anh đẹp quá, anh đến từ đâu thế? Tôi thì đẹp gì, em gái tôi mới đẹp hơn tôi nhiều. Chúng tôi sống trong một ngôi nhà nhỏ dưới chân núi. Hãy gả cô ấy cho tôi. Tôi là hoàng tử của vương quốc này, nhất định tôi sẽ đưa anh về cung, sống sung sướng cùng với chúng tôi. Em à, đây là cơ hội tốt trời ban cho chúng ta. Nếu em lấy hoàng tử, anh em ta sẽ được sống sung sướng, hạnh phúc với nhau suốt đời. Em xin nghe theo lời chỉ dạy của anh. Này hai anh em, cho ta qua giang nhờ một đoạn. Chân ta đi bộ nhiều, bị sưng tấy hết cả rồi. Đừng cho mụ ta lên thuyền, đó là một phù thủy độc ác, sẽ làm hại anh em mình đó anh. Dám ngó lơ ta sao? Đừng có hòng thoát khỏi tay ta. Bầu trời đêm nay thật đẹp làm sao. Chỉ ít phút nữa thôi, ta sẽ cho người nếm mùi đau khổ. Hãy mau biến thành con vịt đèn xấu xí. Bây giờ ta sẽ thế chỗ của người và lấy hoàng tử. Người hãy cứ an phận làm con vịt xấu xí suốt đời đi. Người muốn đánh thức anh mình và con chó nhỏ này sao? Rất tiếc, ta đã phù phép cho chúng ngủ mê mệt đến sáng rồi. Dạ, thưa hoàng tử, theo lời hẹn ước, thần đã đưa em gái tới đây, mong được nên duyên cùng người ạ. Chà, đây là người sẽ kết hôn với hoàng tử đấy. Tôi nghe bảo cô gái này vô cùng xinh đẹp. Lại chẳng, hãy nhìn xem, anh cô ấy đã đẹp trai ngời ngời thế kia. Nàng có thể bỏ mạng che mặt cho ta được thấy dung nhan kiều diễm của nàng được không? Dạ được. Sao lại thế này? Nhà ngươi dám lừa ta sao? Dạ, thưa hoàng tử, đây... Sao tự dưng mình lại không thể nói được thế này? Người đâu, bao nhốt hắn vào chuồng ngựa. Người tưởng dễ dàng tố giác ta sao? Đừng có hòng. Ta đã phù phép khiến người không thể nói được. Người sẽ phải chịu đau đớn trong câm lặng mãi mãi. Thật lạ luôn, sao anh trai bị bắt mà cô ta không có một chút mãi mãi thương xót hay cầu cứu? Chó thân yêu của chị, hãy nói cho chị biết giờ anh trai chị đang ở đâu. Người ta đã nhốt anh trai chị vào chuồng ngựa rồi. Em hãy mang chiếc khăn thêu này đến đặt bên gối của hoàng tử, đừng để ai biết được. Có thể chàng sẽ nghĩ lại mà tha tội cho anh trai chị. Tối mai em hãy quay lại đây, chị chỉ đến đây một lần nữa thôi. Ai đã đặt chiếc khăn thêu này trên giường của ta chứ? Đêm qua có ai vào phòng ta để đưa chiếc khăn thêu này không? Dạ không có ai thưa hoàng tử. Chắc con rắn kia lại bày trò đây mà, dám lén vào tận đây để gửi chiếc khăn thêu cho hoàng tử. Nhưng vô ích, trong bộ dạng con vịt xấu xí kia, nó cũng chẳng thể làm được gì. Là em đó hoàng tử, chính hai tay em đã thêu chiếc khăn dành tặng cho người đó. Rồi hoàng tử cũng phải chấp nhận mà lấy ta thôi. Kìa hoàng tử, điều gì khiến cho người buồn bã đến như vậy? Sao bà mù mà lại biết ta là hoàng tử?
tuy ta mù, nhưng ta biết hết mọi việc trên cõi đời này. Có phải hoàng tử đang buồn phiền vì người vợ sắp cưới không được như ý? Đúng vậy. Trong một lần đi săn, lúc đó ta được người anh giới thiệu cho cô em gái xinh đẹp, nhưng hóa ra lại là một con mụ già xấu xí. Không chỉ vậy, đêm hôm qua không biết từ đâu xuất hiện một chiếc khăn thêu tay đặt trên gối ta. Thật kỳ lạ. Mụ phù thủy đã biến vợ sắp cưới của hoàng tử thành con vịt đen, còn bản thân của mụ trở thành cô dâu. Con vịt đã nhờ con chó nhỏ mang chiếc khăn đến cho hoàng tử để mong chàng tha tội cho anh trai của nó. Đêm nay là lần cuối con vịt lên bờ, sang ngày mai nó sẽ bỏ đi nơi khác. Vậy ta phải làm sao để cứu cô ấy khỏi phép thuật của mụ phù thủy độc ác chứ? Đêm nay hoàng tử hãy tới bên bờ sông, núp vào bụi cây chờ đợi. Khi nào con vịt xuất hiện, hãy vứt chiếc vòng này qua đầu của nó. Khi ấy, phép thuật của mụ phù thủy sẽ tan biến và cô gái trở lại hình dạng như xưa. Nhất định ta sẽ làm đúng như lời bà dặn. Không lẽ bà lão là thần tiên phương nào tới giúp ta? Nhà ngươi hãy tới chuồng ngựa, đưa người anh về phòng, cho tắm rửa và ăn uống tử tế. Hãy làm mọi việc thật kín đáo, không để cho ai biết, nghe chưa? Tuân lệnh hoàng tử. Nàng thật lộng lẫy làm sao. Hãy làm vợ ta nhé, rồi ta sẽ cùng em sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Em không thể làm vợ chàng được, mụ phù thủy sẽ giết em mất. Em đừng lo, nhất định ta sẽ bảo vệ em khỏi mụ ta. Thật không ngờ, cũng có ngày hoàng tử mời ta đi tắm. Chắc hoàng tử đã suy nghĩ lại và chấp nhận ta. Ngày ta trở thành vợ hoàng tử không còn xa nữa rồi. Sao khói ở đâu mù mịt vậy? Dạ thưa, do đun nước cho người tắm mà khói mới bốc lên như vậy. Ra là thế. Từ đây người có thể tự đi vào được rồi ạ. Ôi, các người làm gì ta thế này? Chân ta sẽ biến thành rắn rít, tóc ta sẽ biến thành trung dế. Từ dưới hố này rùi mũi sẽ bay lên và châm đốt loài người các ngươi. Anh không nghĩ là sẽ còn được gặp lại em nữa. Em cũng tưởng là anh em ta phải mãi mãi xa cách nhau. May giờ hoàng tử tiêu diệt mụ phù thủy mà anh em ta được cứu thoát khỏi phép thuật của mụ. Giờ đây anh chỉ muốn được thấy em hạnh phúc với hoàng tử suốt đời thôi. Vậy là cuối cùng đám cưới giữa hoàng tử và người em gái đã diễn ra vô cùng long trọng. Hoàng tử giữ đúng lời hứa của mình, giữa người anh sống trong cung điện, sống hạnh phúc với em gái đến cuối đời. Ba anh em khỏe nhất thế gian. Xưa kia, ở một vùng nọ, có một chàng trai khỏe mạnh nhưng rất nghèo. Anh phải đi làm thuê cho nhà chúa đất. Một buổi sáng, anh có thể san bằng cả một quả đồi, cho nên dân trong vùng thường gọi anh là anh khỏe. Một hôm, anh khỏe đang gánh hai bó tranh lớn về thì gặp một người mặt mũi quần áo bê bết đất đứng chắn ngang lối. Này, mắt anh ở sau lưng à? Không thấy ai đứng đây sao? Tôi có nghe thấy nên chừng tôi mới bước chậm lại, nếu không thì anh không kịp nhìn thấy bóng tôi đâu. À, anh có dám thi với tôi xem ai khỏe hơn ai không mà đòi? Thi thì thi, nếu anh thua thì anh phải làm em tôi, còn nếu anh được thì tôi sẽ chịu làm em anh. Được một lát, anh khỏe đã nhấc anh ta lên một cách nhẹ nhàng như xách một con gà mái. Tôi chịu thua anh, từ giờ xin nhận làm em của anh. Được, mà sao quần áo mặt mũi em lấm láp như vậy? Em nhà nghèo, hàng ngày phải đi bắt chuỗi cho nhà chúa đất. Ngày nào em bắt được số chuỗi bằng tất cả ngón tay hợp lại thì chúa đất cho em ăn một bữa no. Tài của em chỉ có thế thôi à? Tài của em chỉ có thế thôi. Em chui vào đất dễ dàng như người ta đi trên đường vậy.
để em chui cho anh xem nha. Nói dứt lời, anh ta chui ngay vào quả đồi trước mặt và chỉ một lúc sau đã hiện ra ở bên kia quả đồi. Em chui đất giỏi đấy, từ giờ anh gọi em là chui đất nha. Dạ. Anh Khỏe và chui đất nhận làm anh em sống chết có nhau. Họ cùng ra đi tìm nơi sinh sống, không về làm thuê cho chúa đất nữa. Đến một con sông lớn, họ phải dừng lại nghĩ cách vượt qua. Bỗng, họ thấy động ở bìa rừng. Lạ quá, anh Khỏe và chui đất đến coi thử. Hai anh em thấy một người to lớn cứ ôm từng gốc cây to nhổ lên nhẹ nhàng như người ta nhổ lông gà vậy. Anh ta nhổ một cách say sưa. Chui đất bí mật đến đứng bên cạnh rất lâu mà anh ta vẫn không biết gì. Anh nhổ cây làm gì mà nhổ nhiều thế? Anh là ai mà to gan thế? Đứng đó không sợ cây đè bẹp à? Tôi không sợ nên mới đến xem anh nhổ cây chứ. Thử đấu với tôi xem ai khỏe hơn nào. Được, với điều kiện nếu ai thua thì phải làm em. Được. Hai người đánh nhau một lúc, cuối cùng anh chui đất nhấc bổng anh ta lên như xách một con ếch. Anh ta đành chịu thua. Từ giờ hai anh gọi em là nhổ cây nha. Dạ. Sao anh lại nhổ cây ở khu rừng vắng này? Nhà nghèo, em phải đi làm thuê cho chúa đất. Một ngày em phải vác về số cây bằng ngón tay cộng lại mới được chúa đất cho ăn một bữa. Trước kia hai anh cũng đi làm thuê cho chúa đất, mặc dù làm quần quật suốt ngày đêm nhưng ăn vẫn không đủ no, mặc không đủ ấm. Chúng ta có sức khỏe hơn người, chúng ta sẽ đi tìm đất làm để được sống tự do. Em có đồng ý đi với hai anh không? Em rất ưng bụng. Ba anh em ta sống chết có nhau như ba ngón tay trên một bàn tay các anh nhé. Được, nhưng hai anh chưa nghĩ được cách vượt qua dòng sông lớn này. Các anh đừng lo, dòng sông lớn nữa chúng ta cũng qua được thôi. Nhổ cây chạy một mạch lên rừng, chọn cây to nhất, dài nhất, nhổ mang về bắt ngang qua sông. Thế là ba anh em đi qua dễ dàng. Bàn chân họ qua không biết bao nhiêu rừng xa, núi cao, vực thẳm. Một hôm, ba anh em tới một khu rừng lạ. Chim chóc hót véo von, trái thơm trĩu nặng cành. Dân làng đông đúc yên vui. Họ bàn nhau ở lại đây dựng nhà, làm rẫy, săn thú để sinh sống. Ba anh em sống yên lành, no đủ trong mấy mùa nương rẫy cho đến một hôm. Chui đất đang ở nhà nấu cơm cho anh Khỏe và nhổ cây đi làm về ăn, thì nghe thấy tiếng rầm rầm của một con quỷ núi. Người có ở nhà, xin ăn. Người không có ở nhà, thì ăn cắp. Chui đất sợ quá, lần ngay xuống dưới đất để mặc cho con quỷ núi ăn hết cơm và thịt. Rồi nó phá tan cả làng bản. Anh Khỏe và nhổ cây đi rẫy về, chỉ thấy nhà cửa tan hoang. Không thấy chui đất đâu, hai anh em gọi đến khàn cả giọng. Chui đất mới nghe thấy, vội chui lên khỏi mặt đất. Chui đất kể lại cho anh em nghe về con quỷ núi đến phá làng. Các em có đồng lòng cùng anh đi diệt con quỷ núi để trừ họa cho lũ làng không? Dạ, dạ có. Anh sẽ vật nhau với nó. Chui đất đào một cái hố thật to để lừa nó xuống đó. Còn nhổ cây, hãy lấy thật nhiều cây to để lao vào mặt, vào khắp người nó. Dạ. Họ chuẩn bị đâu vào đấy thì quỷ núi dẫn xác đến. Người có ở nhà thì xin ăn, người không có ở nhà thì ăn cắp. Cút đi, chúng ta không có gì cho mày đâu. Tao sẽ ăn thịt cả ba đứa chúng mày. Nói rồi, nó chồm thẳng vào anh chui đất. Anh nhanh chân chui tọt vào lòng đất. Bắt hụt, nó tức tối xông tới anh Khỏe. Hai bên vật lộn dữ dội, khiến cây cối đổ rạp, núi đồi rung chuyển. Lửa lúc quỷ núi không để ý, nhổ cây cầm một cây to, nhắm thẳng mắt nó lao tới. Nó choáng váng lảo đảo, một bên mắt tối mù. Nhưng lúc đó, anh Khỏe tung một hòn đất hất nó xuống cái hố chui đất đào sẵn. Bị sa hố bất ngờ, nó chỉ kịp kêu lên một tiếng. Nó giãy giụa trong hố mà không tài nào lên được. Chui đất nhảy vọt lên, gấp sức nâng hẳn một quả đồi ném xuống hố. Trừ xong con quái vật, ba anh em quay lại nhìn vào rừng cây và núi đồi tan tác mà lòng thấy nhức nhối. Họ bàn nhau, mỗi người mỗi việc, nhổ cây trồng lại cây cối, chui đất săn lại núi đồi. Anh Khỏe đi múc nước ở biển về tưới cho cây và làm đất dính lại. Cảnh vật tươi đẹp xưa kia lại trở về như lúc trước. Tình yêu vô bờ của nàng Onketis. Ngày xưa có một vị vua tên là Admetus trị vì quân quốc Thessaly nhỏ bé. Một hôm, có một lữ khách xuất hiện trước cung điện nhà vua và xin tạm trú. Muộn tàu đức vua, hai thần cúi đầu ở đây xin thỉnh cầu đức vua cho thần được tạm trú trong cung điện này, rất mong đức vua rủ lòng thương. Tại sao ta lại có một linh cảm rất đặc biệt với người này? Có lẽ đây không phải là một người bình thường.
Nhìn bộ dạng của ngươi, ta biết ngươi không phải là người bản xứ. Nhưng không sao, ngươi có thể ở lại đây. Đa tạ bệ hạ. Ta thấy quần áo của ngươi cũng đã rách tả tơi hết, nên mang đến cho ngươi một số bộ quần áo mới và một số tư trang cần thiết. Hạ thần xin lại tạ ân đức của ngài. Ngươi từ xa tới đây còn gặp nhiều khó khăn, có điều gì muốn ta giúp đỡ không? Dạ, không sao. Có chuyện gì ngươi cứ nói đi, đừng ngại. Ta sẽ xem xét. Đức vua đã cho phép hạ thần xin được nói. Không biết liệu hạ thần có thể trở thành nô lệ cho nhà vua không ạ? Dù không cần nô lệ, nhưng nhận ra người hành khách lạ đang rất buồn khổ, nhà vua Admetus đã nhận lời để ông trông đàn cừu của mình. Thật ra người lữ khách này là ai? Chi bằng ta cứ hỏi thẳng cho khỏi những băn khoăn bấy lâu. Ta luôn có một linh cảm rất lạ. Ngươi không phải là một người lữ khách bình thường. Hãy nói cho ta biết thân phận thực sự của ngươi. Thật như tiếng lành đồn xa, không có chuyện gì có thể qua được mắt của ngài. Vậy thì ta cũng chẳng còn gì phải giấu nữa. Ta chính là thần Apollo. Trời ơi, thì ra là thần Apollo. Nhưng sao ngài lại trở thành như thế này? Đó là vì ngày đó trong lúc ta vắng nhà, người con trai của ta đã làm trái mệnh trời, dùng cây gậy thần vẫy lên những người đã chết. Nó đã nhận tiền bạc của những người này. Điều đó làm Chúa Trời vô cùng tức giận. Thần Zeus đã dùng sét đánh chết con trai yêu quý của ta. Trong lúc bực tức, ta đã giết hại những người khổng lồ từng chế tạo vũ khí cho thần Zeus. Vì vậy, ta bị phạt phải làm nô lệ cho người thường trong vòng một năm trời. Nay cũng là thời điểm mà hạn một năm đã hết. Cảm tạ nhà vua đã giúp cho ta trong suốt hơn một năm qua. Để bày tỏ lòng cảm ơn của mình, ta có thể tặng nhà vua bất cứ thứ gì mà ngài muốn. Xin ngài hãy nói cho ta biết điều ngài mong muốn. Những việc ta đã làm có gì to tát đâu, xin ngài chớ bận tâm. Vậy sau này bất cứ khi nào nhà vua cần, ta nhất định sẽ đến giúp. Xin từ biệt đức vua. Không lâu sau đó, vua Admetus phải lòng nàng công chúa Onchetis, xứ sở Ioncus. Mặc dù có rất nhiều người theo đuổi, nhưng nàng công chúa nổi tiếng với lòng tốt và sắc đẹp cũng chỉ mong làm vợ của vua Admetus mà thôi. Nếu muốn lấy con gái của ta, nhà vua phải hoàn thành một thử thách. Ngài hãy đến cầu hôn con gái ta trên một chiếc xe được kéo bằng vàng. Yêu cầu của vua Belias khắc nghiệt như vậy, ta biết phải làm thế nào đây? Đức vua, xin hãy thôi lo lắng. Cỗ xe mà ngài đang cần đây rồi. Là thần Apollo đó sao? Trời ơi, cảm tạ ngài. Ngài đã xuất hiện thật đúng lúc. Vua Belias buộc phải giữ lại hứa gả nàng Onchetis cho vua Admetus. Vua Admetus cùng vợ sống hạnh phúc bên nhau, và vương quốc Thessaly nhỏ bé luôn tràn đầy tiếng cười. Xin hoàng hậu hãy bớt buồn bã. Thần sẽ đi gặp các nữ thần định mệnh để xin các nữ thần định mệnh không lấy đi tính mạng của đức vua. Xin trông đợi tất cả vào ngày. Xin hãy cứu lấy đức vua bằng giá nào đi nữa. Các thần y đều bó tay cả rồi. Thần sẽ đi ngay, thưa hoàng hậu. Nhà vua là người ăn ở nhân đức, xin nữ thần hãy giữ lại tính mạng của nhà vua. Muốn ta giữ lại tính mạng của đức vua sao? Cũng được thôi, nhưng với một điều kiện, là phải có một người thế mạng. Thần ánh sáng thông báo điều này tới tất cả những người thân thích và thần dân của đất nước Thessaly. Cha mẹ của Admetus vốn đã già và không còn được bao thời gian trên mặt đất, tuy nhiên họ không muốn chết thay cho nhà vua. Các thành viên trong cung và thần dân cũng không ai đủ can đảm. Xin hãy để ta sẽ chết thay cho đức vua. Như vậy sao được, thưa hoàng hậu? Ta đã sẵn sàng rồi. Xin hãy nói với nữ thần định mệnh đi. Tại sao các người lại làm như thế? Người vợ yêu quý của ta ra đi thì ta còn thiết sống làm gì? Hoàng hậu ơi, nhất định suốt cuộc đời này ta mãi mãi chỉ yêu nàng mà thôi. Nàng sẽ sống mãi trong trái tim của ta. Đức vua đáng kính, xin ngài hãy bớt đau buồn và gắng ăn một chút gì đó. Mấy ngày hôm nay ngài đã không ăn uống một chút gì rồi. Mang đi, ta không ăn. Đừng làm phiền giấc ngủ của vợ ta. Cũng vào lúc đó, người anh hùng Heraclius ghé thăm xứ sở Thessaly trong hành trình hoàn thành 12 kỳ công của mình. Cảm động trước tấm lòng của nhà vua, Heraclius đã ngồi canh giữ bên xác nàng Onchetis để ngăn thần chết Thanatos sẽ tới lấy đi linh hồn của nàng. Sau khi thần chết tới, Heraclius đã đọ sức với thần chết, giành lại linh hồn của Onchetis
và khiến vị thần quyền uy phải bỏ chạy. Thưa đức vua, thần sắp phải lên đường và rất mong đức vua hãy chăm sóc giúp thần người phụ nữ này. Ta không chấp nhận sự xuất hiện của bất cứ người phụ nữ nào khác trong hoàng cung này. Suốt cuộc đời này, ta chỉ chung thủy với hoàng hậu Onketis mà thôi. Hoàng hậu, là nàng sao? Ôi, ta đang tỉnh hay đang mơ đây? Đúng là nàng thật rồi. Tạ ơn trời đất. Cảm ơn ngươi, Hedwig. Kể từ đó, nhà vua cùng hoàng hậu xứ Thessaly sống hạnh phúc bên nhau, cho đến khi thần Thanatos quay lại và đón cả hai về thế giới của người đã khuất. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.